Chào các bạn, mình đã quay trở lại cùng với video chia sẻ về cách đánh bóng tả khối tượng vạc mãn góc nghiêng nè. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Bước 1. Lên sáng tối lớn. Căn cứ vào các diện bên ngược sáng và bóng đổ, ta sẽ xác định được đường ranh giới giữa vùng sáng và vùng tối. Phần ranh giới này sẽ hiện rõ hơn khi bạn nheo mắt nhìn, vì khi đó các độ mờ sẽ được loại bỏ. Trước mắt bạn rõ nhất là khu sáng và tối trên mặt tượng. Hãy dùng chì 2B tạo một lớp phủ đều, phủ từ 2 đến 3 lớp để tách vùng tối ra. Nên vẽ sơ qua một chút trên phông nền để rút gọn thời gian cho những bước sau. Bước 2. Tăng đậm phần tối. Để phần tối thêm rõ ràng và ấn tượng, bạn cần phải tăng đậm thêm nữa so với độ ban đầu. Trong vùng tối sẽ có các diện tối hơn, thường tập trung ở ngũ quan, đỉnh tối gò má, đỉnh tối phần bệ, một phần bóng đổ ngay góc đáy bệ. Lưu ý, nhấn đậm đỉnh khối rồi bung dần ra xa để diễn tả khoảng cách gần xa, nhờ đó mà mặt tối tạo được cảm giác về không gian nhiều hơn. Cùng lúc tăng mặt tối, bạn hãy vẽ sơ các mặt mờ và tăng thêm nền một chút. Công đoạn này, mình sử dụng chì 3B, 4B. 3B để phủ và 4B để nhấn nhẹ. Phần vẽ thêm nền, mình vẫn dùng chì 2B để tránh trùng độ trên tượng. Cách đan nét thì mình sử dụng nét tự do để dễ đánh theo hướng khối. Bạn nào còn chưa phân định được các loại nét đan, có thể vào phần mô tả để xem lại video trước đó mình đăng nhé. Bước 3. Vẽ các mặt còn lại và hoàn thiện bài. Các mặt còn lại ở đây là các mặt mờ. Mình chủ yếu sử dụng chì nhạt như là HB và 2B để đánh phần này. Các đỉnh khối bên sáng hầu như mình trừ trắng giấy. Các mặt tối thêm một lần nữa nhấn bằng 5B, 6B để nâng tương quang đậm nhạt lên và kéo vài đỉnh khối gần mắt rõ lên thêm. Phần nền mình cũng tăng đậm thêm bằng 3B. Nền được vẽ cùng lúc với tượng để dễ bề so sánh qua lại. Các vị trí có độ phản quang cũng cần nhấn rõ trong bước hoàn thiện này. Những chỗ đậm đều tăng lên một ít. Đặc biệt, lưu ý diễn tả kỹ ngũ quan tượng lên nhé. Khi vẽ, hãy thường xuyên lùi ra xa để quan sát tổng thể và điều chỉnh sao cho đến khi các bạn vừa ý.
Mình vừa chia sẻ xong các bước đánh bóng tả khối tượng vạn mãn gốc nghiêng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy like và share để ủng hộ mình nhé.